Trời ơi. Biết rồi. Nhà em á hả? Nhà em phóng sanh chùa hả? Dạ. Trời ơi quá trời. Dạ họ cá là ở bên chùa á. Tô tô thêm một chất rồi. Ôi cá lóc quá trời luôn. Cá lóc. Dạ có mãi. 4-3 luôn. À, nhắc cho em xin nước rửa tay nha. Khoan đừng thay được tóc thay. Bỏ cái bao này xuống trước nè để cho nó đừng có sóc nước á. Mình để xuống đây nè, mình để xuống đây chút xíu rồi mình thả. Từ từ nha mọi người, thả nó mà, nó đừng có sóc nước. Chết. Đang giữ. Đây rồi ok nè. Từ từ nghe. Khi nào thả là nói con quay. Quá nha đừng gọi lớn. Có chị kia chụp rồi mà. Rồi đạo tràng chúng ta đứng hàng ngang đi, mình niệm Phật cho vị nào khỏe và thuận lợi chúng thả đi. Vị nào thả được thì thả, vị nào không thả được thì chúng ta đứng chắp tay niệm Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô cá diêu hồng, cá lóc, cá chê, cá rô.
Nam mô A Di Đà Phật. Tắm Phật hả? Cá cũng bị dập hết trơn hả? Có con cá ba sa chê. Ở sao bơi sao nhỉ? Này trời đẹp ha. Trời. Chùa gì? Phước Hội à, Lê Quyên. Phước Hội ngay Lê Quyên nè. Giờ này để tạo duyên lành chú cá này được một chút bình an, tức là nếu như chúng ta đi thì chỉ có thể tháng tới nên thôi. Chúng ta tạo một chút duyên lành bằng cách chúng ta hãy đứng một hàng dọc để chúng ta tiếp tục niệm Phật trong vòng 3 phút để cho chú cá này được tỉnh táo và đi bơi ra xa hơn, để lỡ như có ai gặp thì cũng không có vớt. Giờ này chúng ta đứng một thẳng hàng đi ạ. Hàng thẳng thôi, một hàng thẳng để chúng ta cùng niệm Phật một chút để chúc cho những chú cá này là được chúng ta niệm Phật chúc cho những chú cá. Nam mô A Di Đà. Đang ở đây đang cũng gì cả đấy.
này con chó nó bơi qua anh tưởng là con gì. Bơi không, chó bên bên ông chủ á, nó bơi từ bên này qua bên, nó ông má có con rùa hay gì nó bơi ngồi ghé ghê bên bờ. Chó bơi ghê. Đó cái bạn để ngoài cắm nha. Cắm câu cá ở đây. Cá bự không. Cái này giống mì hai hai vậy chồng. Không mà giờ này nó làm lồng lộng đây à. Chắc nó cắm khu vực này cho nó đi vô trong sâu nó câu chứ. Dạ, chắc chơi trong sâu. À đấy nó tập trung thì nhiều khi nó gây mất an ninh trật tự nên nó cắm. Sáng nó ra nó ngồi nó câu tới 9 giờ đêm. Cột lõm ăn mồi đây luôn. Đó. Kéo lưới. Làm cũng như chiều sau này nó sợ tập trung đây là đông đảo á. Rồi nó cắm thôi chứ còn cái chuyện mà tự nhiên mà để cắm nó tụ tập gì đó. Ờ thì đúng là cắm tụ tập. Câu cá. Không cho câu cá luôn, không thả rác cái suối luôn. Chắc kia người ta đang cúng mình đồ luôn. À, vô. Rồi.